Vâng, nay hàng về là một cặp boss 701 hai lỗ thông hơi này các bác. Hai... Vừa rồi nhiều bác chạy thì nay hàng về nha. Nguyên cái thùng từ Mỹ ship về luôn nha bác. Cặp này em ship bay là thùng cái thùng bên Mỹ nó nguyên luôn. Đấy. Đây, cặp 701 hai lỗ thông hơi màu xám nha. Đấy. 24 triệu 5 bao ship nha. Và đây là ba con Yamaha BC2002M tiếp tục cập bến vẫn giá là 12 triệu 700 nha. Trừ những sản phẩm các bác lấy đều nếu chuyên khoản đổi em được bớt 200 nha. Nếu mà chuyên khoản đổi con Yamaha 2002M nó còn 12 triệu 5. Còn cặp boss này giá bao ship là nó bao còn gọi là 24 triệu 300 nha các bác. Cực đẹp hết nha. Đây là cặp hay bay. Thùng của bên Mỹ này. Hai con hả? Thùng giấy của Mỹ, Mỹ thì họ ship về là chỉ có thùng giấy thôi và những vật liệu chống sốc bên trong thôi. Tí nữa em khui mời các bác cùng xem video tiếp theo nha.